chuyện ma. Dẹp những tiếng ngửi đâu. Devil May. Chứ mà anh rồi. Tôi chọn một khu nhà, đó là khu nhà ở Gelgrubber. Tôi nhảy xuống, tôi nhặt được một chứng thính. Sau đó, có người lấy trộm cây USB của tôi. Và tôi chết. Và đồng đội tôi lấy khẩu súng thính của tôi bắn lên trời. Và đồng đội tôi đã nhặt được khẩu Rosa từ súng thính đó. Và vừa giết được một người. Ôi vãi xoài. Vãi xoài thật sự. Vãi vãi. Tiếng này tiếng gì ta? À, radio. Chào mừng đến kênh radio của Win Gaming. Đây chưa, em nói sau lưng mà. Đây là kênh tìm bạn. Tìm người thân. Tìm bạn. Tìm người yêu. Tìm địch. Sao nó không chết vậy? Xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh livestream Win Gaming. Địch ở đâu ấy nhờ? Đâu rồi? Không thấy. Đâu rồi? Địch ở đâu? Watch out. Đâu? Watch out. Đâu? Trời ơi. Sao mình nhìn thấy vậy? Không thấy. Sao mình chết rồi. Hello. Hello các bạn. Ở đâu? Rồi nào bên nè. Watch out. Chưa tìm được người kia. Ở tôi nè. Tôi đứng đây nè. Cửa sổ nè. Anh thấy em không? Thấy. Bà trường không có. Ở đâu? Bà trường không có. Nó mới bắn mạnh luôn. Không có. Nó đi rồi. Nãy nghe chị Kinh đi rồi. Nó đi mất rồi. Tìm cái tiền, tìm. Lấy chiếc xe máy đi anh. Ờ. Ê, em nghe tiếng chừng. Không có bình máy. Cái gì tiếng chừng của em ta? Nó nghe tiếng chừng đâu đâu. Anh ơi, cứ lái xe đi, cứ lái xe đi. Tìm người giết đi. Trời. Em lo được. Nếu em bị gì em lo được không? Em lo được, chá đi. Như bên trái này có người hay sao? Em nghe tiếng chừng. Ờ, có. Đây, đó đây,